Việt Nam thiếu gạo ngon để xuất khẩu, doanh nghiệp lại đau đầu chuyện liên kết. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu đang tốt, thị trường xuất khẩu gạo không đáng lo. Tuy nhiên, vấn đề liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu để đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu mới là vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Xuất khẩu gạo được giá. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam cuối tháng 4 dao động 483 đến 487 USD trên tấn, tăng khoảng 35 USD so với tháng trước. Nhiều thời điểm trong quý 1 năm 2023, giá gạo xuất khẩu 5% tấm đứng đầu thế giới, cao hơn giá gạo cùng chủng loại của Thái Lan và Ấn Độ. Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 529 USD trên tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến giữa tháng 4, xuất khẩu gạo đạt sản lượng 2,371 triệu tấn, trị giá 1,251 tỷ USD, tăng 33,7% về số lượng và tăng 44,55% về trị giá. Trong quý 1 năm 2023, giá gạo nội địa cũng tăng từ 100 đến 200 đồng trên kg đối với lúa, tăng 200 đến 500 đồng trên kg đối với gạo các loại so với thời điểm đầu năm 2023. Vấn đề các doanh nghiệp quan tâm hiện nay là tăng cường chất lượng để nâng giá trị xuất khẩu gạo. Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho rằng, để làm thương mại, doanh nghiệp phải có nguồn hàng ổn định. Việc định hướng sản xuất theo thị trường là chuyện không mới, nhưng làm để tăng cường liên kết với nông dân là không dễ. Ngoài việc đảm bảo lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp phải tự giải quyết khó khăn để tồn tại. Xuất khẩu gạo Việt Nam cần đảm bảo hơn nữa về chất lượng hàng hóa, giữ uy tín quốc gia trên thị trường thế giới. Việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn không thể do nông dân hay chính quyền địa phương thực hiện, mà doanh nghiệp phải đi đầu, từ đó nông dân làm theo. Thực tế, nông dân đang rất muốn có cánh đồng lớn liên kết để làm theo, nhưng nhìn mãi xung quanh không thấy đâu.